Mặt tối của khoa học: thí nghiệm cân linh hồn nặng 21 gram, phim tài liệu ngắn. Về vấn đề ma quỷ hay linh hồn, nhân dân thì bảo có, nhà nước thì bảo không, khoa học thì bảo là đang nghiên cứu. Bạn có biết rằng cách đây tận 115 năm, một bác sĩ của Mỹ đã tiến hành thử cân linh hồn, và kết quả mà ông tìm ra rằng con người sau khi chết sẽ bị mất đi cùng một khối lượng là 21 gram. 21 gram này không phải là sự thay đổi về mồ hôi và nước tiểu, cũng không rơi rụng bất kỳ thứ gì trên cơ thể, mà quả thật là không thể nào mà giải thích. Điều kỳ lạ là chó hay chuột thì không bị mất đi một chút trọng lượng nào như là con người. Điều này có thể giải thích sau đây. Đây là Taka Channel và bạn đang được đón xem thí nghiệm cân linh hồn. Đầu tiên hãy thử trả lời câu hỏi, linh hồn là gì? Nhiều tài liệu từ thời cổ đại đã mô tả về linh hồn trong các câu chuyện về trải nghiệm cận tử, cõi âm và giao tiếp với người chết, phản ánh niềm tin của con người vào hiện tượng siêu nhiên này. Dù rất là phổ biến, khoa học đến nay vẫn chưa ghi nhận được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của các hồn ma. Cũng chính vì vậy, linh hồn luôn được coi là một khái niệm vô cùng là mơ hồ và khó xác định. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem linh hồn theo các góc nhìn khác nhau được hiểu như thế nào. Dưới góc nhìn của tôn giáo, nhìn chung là các tín ngưỡng tôn giáo thường cho rằng linh hồn là thiêng liêng, là bất diệt. Tuy nhiên, giữa các tôn giáo cũng lại có những khái niệm cụ thể khác nhau về linh hồn. Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đều cho rằng linh hồn là bất diệt, do Thượng Đế ban cho mỗi người như là sự sống. Nếu một người sống thiện lành, thờ kính Thượng Đế thì khi mà chết đi, linh hồn người ấy sẽ được về sống hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài. Ngược lại, nếu sống mà làm điều ác, không tin vào Thượng Đế thì linh hồn sẽ bị phạt, sống khổ đau trong địa ngục. Ấn Độ giáo quan niệm linh hồn trường tồn và hòa đồng được với Đại Ngã hay là Phạm Thiên, gồm 3 tính chất là chân lý, trí tuệ và hạnh phúc. Còn Kỳ Na giáo cho rằng, linh hồn có trong người, loài vật và cây cỏ là những thực thể bất diệt. Tây Khắc giáo thì lại bảo, linh hồn của mỗi người là một thành phần của linh hồn vũ trụ vĩnh hằng của Thượng Đế. Ôi, chỉ nói riêng về lý thuyết này dưới góc độ tôn giáo thôi, chúng ta cũng đã muốn nổ não ra rồi. Thế còn các nhà khoa học, họ nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Một khó khăn trong nghiên cứu khoa học về linh hồn là một số lượng lớn các hiện tượng có liên quan. Từ cánh cửa tự đóng, chìa khóa tự biến mất, các vùng lạnh bất thường trong hành lang, hay câu chuyện về việc nhìn thấy người thân đã khuất, khiến những việc nghiên cứu trở nên vô cùng rối loạn. Trong quá trình nghiên cứu, người ta cũng nhận thấy rằng nhiều người tham gia không chắc chắn về trải nghiệm gặp ma, do không nhìn thấy các hình ảnh được cho là truyền thống của linh hồn. Thay vào đó, họ tin rằng bản thân trải nghiệm hiện tượng lạ lùng không thể nào giải thích và đầy bí ẩn. Vì vậy, các trải nghiệm này nhiều khả năng chỉ là hội tụ các yếu tố khác thường và vẫn chưa được lý giải. Bằng chứng khoa học lại là một vấn đề càng phức tạp hơn nữa. Cho tới nay, giới khoa học vẫn chưa thể nào đưa ra định nghĩa thống nhất về ma hay linh hồn. Một số ý kiến cho rằng ma là linh hồn người chết sẽ đi tới thế giới bên kia. Số khác thì lại cho rằng ma là hiện tượng ngoại cảm được trí não con người đưa vào thế giới hiện thực mà thôi. Bên cạnh đó, bản thân quan niệm về linh hồn cũng tồn tại quá nhiều mâu thuẫn. Chẳng hạn, ma hay linh hồn là vật chất hay là phi vật chất? Các báo cáo về hồn ma thường đề cập đến trường hợp ma có khả năng xuyên qua vật thể rắn, đồng thời cũng có thể đóng cửa và ném các vật thể ở trong phòng. Theo suy luận logic và các định luật vật lý cơ bản, thì chỉ một trong hai trường hợp này được phép tồn tại. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề bất cập mà các nhà khoa học vẫn còn gặp quá nhiều khó khăn để tìm ra câu trả lời. Thế nhưng, có một người đã thực hiện thí nghiệm để chứng minh linh hồn thực sự tồn tại hay không và nó cân nặng bao nhiêu. Thật là khó tin đúng không? Hãy cùng nhau tìm hiểu xem thí nghiệm đó là như thế nào. 2. Thí nghiệm 21 gram, liệu linh hồn là có thật? Một linh hồn vĩnh cửu là một khái niệm đầy quyền lực. Nhiều tôn giáo lấy đó làm điểm cốt lõi và nhiều người coi linh hồn là niềm tin, là sự an ủi sâu sắc khi họ phải đối mặt với sự mất mát. Có lẽ vì thế mà một số người không bằng lòng khi chỉ gắn linh hồn với đức tin. Thế nên họ đã tìm kiếm những lý giải khoa học để chứng minh là linh hồn thực sự tồn tại. Nếu bạn đã từng nghe nói rằng linh hồn nặng 21 gram, thì đó không chỉ là sự kiện trên phim ảnh hay là sách truyện, mà đó là kết quả của một trong những thí nghiệm nghiên cứu khá là kỳ lạ. Vậy thì linh hồn thực sự nặng bao nhiêu? Sự thực là khoa học chưa thể nào chứng minh linh hồn có tồn tại. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể cân được linh hồn. Nhưng một câu chuyện về bác sĩ đã bỏ công sức ra để cân linh hồn cũng rất đáng để chúng ta quan tâm. Thí nghiệm 21 gram đề cập đến một nghiên cứu khoa học được Duncan McDougall, một bác sĩ ở Haverhill, Massachusetts, công bố vào năm 1907.
Bác sĩ Duncan Madugar là một thầy thuốc giàu có và được kính trọng ở Harvard Hill. Ông có phòng khám riêng và làm việc tại một cơ sở y tế có tên là College Consultative at Home, nơi dành cho những ca bệnh ở giai đoạn cuối. Madugar đưa ra giả thuyết rằng linh hồn mang một trọng lượng vật chất và đã từ đó khối lượng bị mất đi ở một người khi hồn lìa khỏi xác. Nghe có vẻ khá có lý đấy chứ. Chính vì thế vào năm 1901, ông đã nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Đó là xác định xem linh hồn có hay không, và nếu có thì cân nặng là bao nhiêu. Cụ thể là Madugar bắt đầu thí nghiệm trên 6 bệnh nhân đã hết mọi hy vọng được chữa khỏi. 4 người mắc bệnh lao, 1 người mắc bệnh tiểu đường và 1 người không xác định được bệnh. Tất cả đều không thể nào tiếp tục tồn tại được lâu trên thế gian này. Để bảo đảm là không có sai sót, ông đã tỉ mỉ đo trọng lượng của một người trước khi mà chết. Thậm chí là ghi nhận những thay đổi nhỏ về mồ hôi và cả lượng nước tiểu. Khi các bệnh nhân có biểu hiện hấp hối, toàn bộ dương của họ được đặt trên chiếc cân Fairbank, kích thước công nghiệp, với độ nhạy là 5,6g. Cùng với 4 bác sĩ khác, Madugar cẩn thận ghi nhận sự thay đổi trọng lượng của các bệnh nhân trước và sau khi họ qua đời. Với người bệnh đầu tiên, sự giảm trọng lượng được ghi nhận ngay sau khi tắt thở là 21g. Một mẩu tin trên tờ New York Times vào ngày 11 tháng 3 năm 1907 đã ghi lại khoảnh khắc này. Khi mà sự sống chấm dứt, kim cân đột nhiên giảm chỉ số. Dường như là có một thứ gì đó vừa tách khỏi cơ thể. Ngay lập tức các khoản hao hụt khối lượng thông thường sau khi chết được tính toán, nhưng mà vẫn còn thiếu 21g. Theo Madugar, sự giảm cân này không thể từ sự bay hơi của hơi ẩm và mồ hôi qua đường hô hấp. Sở dĩ lượng không khí trong phổi không phải lý do, bởi vì ông đã đưa không khí trở lại cơ thể của bệnh nhân, nhưng mà kim trên cân vẫn giữ nguyên ở mức cũ. Hơn nữa là chất thải hay nước tiểu nếu có thoát ra thì vẫn ở trên giường và chỉ có thể ảnh hưởng đến trọng lượng bằng cách bay hơi từ từ. Madugar cho rằng đây là một bước phát triển cực kỳ là hứa hẹn và ông thực hiện một quy trình tương tự với những bệnh nhân còn lại. Nhưng rồi kết quả lại không giống nhau. Đặc biệt là bệnh nhân thứ 3 có một sự biến đổi lạ là khối lượng cơ thể không thay đổi ngay sau khi chết. Nhưng một phút sau, trọng lượng cơ thể cũng giảm đi 21g. Không biết đây là sự trùng hợp hay linh hồn thực sự tồn tại. Tuy nhiên một điều đáng tiếc là nhóm nghiên cứu chỉ đo được kết quả từ 4 bệnh nhân, bởi vì 2 bệnh nhân đã qua đời trước khi họ kịp lắp đặt thiết bị. Sau đó để tiếp tục làm rõ, ông lặp lại thí nghiệm của mình với 15 con chó và thấy là chúng không thay đổi trọng lượng trong thời điểm chết. Điều này hoàn toàn phù hợp với niềm tin của ông rằng chó không hề có linh hồn. Đó là suy nghĩ của ông ấy, còn các bạn thì sao? Sau này, một giáo viên vật lý ở trường Bách Khoa Los Angeles, Mỹ cũng đã thử tiến hành thí nghiệm tương tự trên chuột trong năm 1917. Kết quả phù hợp với thí nghiệm của bác sĩ Madugar. Không hề có độ lệch của trọng lượng khi mà con chuột chết. Vậy sự việc này chứng minh, linh hồn chỉ tồn tại ở người hay chăng? 3. Thực hư của thí nghiệm này là như thế nào? Nghiên cứu của Madugar đã gây xôn xao dư luận qua các bài báo trên tờ The New York Times, Journal of the American Society for Psychiatric Research và American Medicine. Nhiều người coi đây là bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn con người, nhưng những người khác thì phản bác. Do sự hạn chế về đối tượng thí nghiệm bị chỉ trích, còn các phương pháp của ông thì bị cho là phi khoa học. Đối với cộng đồng khoa học nói chung, thí nghiệm có nhiều thiếu sót và không hề có giá trị thực sự nào. Một số nhà khoa học chỉ ra rằng, tại thời điểm chết, phổi ngừng làm mát máu, khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, da đổ mồ hôi, chiếm 21g trong thí nghiệm của bác sĩ Madugar. Đồng thời, những con chó không hề có tuyến mồ hôi, nên chúng cũng không bị giảm trọng lượng theo cách này sau khi chết. Bất chấp những chỉ trích gay gắt, Madugar vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Thậm chí là còn tiến hành một thí nghiệm chụp ảnh linh hồn con người vào năm 1911. Nhưng không có kết quả nào được ghi nhận. Sau đó, ông gần như chìm vào trong bóng tối, từ bỏ các thí nghiệm chứng minh con người có linh hồn. Cuối cùng là qua đời vào năm 1920. Cũng có một vài người thực hiện các thí nghiệm tương tự trong nhiều năm trên động vật. Nhưng mà các thí nghiệm của Madugar ở trên con người chưa bao giờ thử lại hoặc nhân rộng kể từ đó. Nghiên cứu của ông có ý nghĩa gì hay không? Bất kể câu trả lời là gì, sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được chứng minh về mặt khoa học. Và chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm để giải đáp một trong những bí ẩn quan trọng nhất về sự tồn tại của chúng ta. Dù kết quả ra sao, thì công trình của Madugar vẫn tạo được những ấn tượng thú vị. Không phải vì những gì ông tìm thấy, mà vì những gì ông gợi ý từ thí nghiệm của mình. Với nhiều người thì ý tưởng của Madugar đáng được tìm hiểu và thảo luận một cách thật sự nghiêm túc. Còn các bạn thì sao? Bạn có tin rằng những linh hồn thực sự tồn tại?
Nếu mà chủ đề khoa học này thật sự là cuốn hút bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video. Bốn thí nghiệm tái tạo con người tuyệt mật đang được hiện ra màn hình ngay bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.